Người hiến tạng là một công dân sinh sống tại Quảng Ninh, bị chấn thương sọ não rất nặng sau tai nạn giao thông. Ngay sau khi có kết luận chẩn đoán chết não cuối cùng của Hội đồng chẩn đoán chết não, đồng thời nhận được sự đồng thuận của gia đình, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy đa mô tạng, hiệp đồng chặt chẽ với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, các trung tâm ghép tạng toàn quốc để rà soát và lập danh sách bệnh nhân sẽ được ghép tạng từ người cho này. Các tạng được hiến bao gồm tim, gan, trong đó gan được chia tách thành gan phải, gan trái, hai quả thận, hai giác mạc. Sau 4 giờ phẫu thuật liên tục với sự tập trung cao độ và sự phối hợp của 120 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, các ekip phẫu thuật đã thành công lấy các tạng đúng như dự kiến và vận chuyển tới các đơn vị để ghép cho bệnh nhân.